Vườn Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay thì Như Huỳnh giới thiệu rất là nhiều cái cỡ mai con quấn rễ cho cả nhà mình, đa dạng mẫu mã và rễ ha. Thì đầu tiên là em Huỳnh thanh lý nè, hot nè cả nhà ơi. Thanh lý lô mai chỉ có 4.500 một cây, bao ship từ 100 cây và tặng 5 cây. Đây, hình thú nè, lò xo ha. Rồi, đó nó cái kiểu nó quái quái như thế này nè cả nhà. Và đặc biệt cây có chèo, có nhánh để cho mình trồng toàn thông, cao 35 cho tới là 45 cm. Đây cả nhà, đó, mọi người có thể về trồng rất là cứng cáp luôn nha. Mẫu này thì nó đa dạng mẫu mã đế đó, tùm lum kiểu, không có theo khuôn mẫu. Nhưng mà cây nè, có chèo, có nhánh ha, cực kỳ luôn. Rồi, 4.500 số lượng không có nhiều nha cả nhà. Nhanh tay alo cho Quỳnh 0949234525. Khoảng 300 cây đủ lại à. Rồi bên này là lô này là giá 5.500 nè quý khách. 5.500 em đứng xa cho cả nhà xem nè. Cao khoảng 50-60 cm ha. Và cái bộ đế nè, đây 50-60 luôn. Cái đế nè cả nhà, bí ha. Rồi lò xo nè, đó, nó có mấy cái kiểu như vậy nè cả nhà. Em thấy nó cũng rất là đẹp nè. Này nhìn gì đây, xích đắc. Nó rất là nhiều cái kiểu quái quái cả nhà. Thì cái loại này là tốt mịt luôn nha. Chi, chèo, nhánh, lá đó, tốt mịt luôn. Và hàng 5.500 này thì cũng không có nhiều. Cả nhà nhanh tay alo cho Quỳnh nha. Trời ơi, cái mai nó tốt quá cả nhà ơi. Đó, và giá cực kỳ rẻ luôn, 5.500 mà bao ship tượng 100 cây luôn, tặng 5 cây nữa cả nhà. Nó có mấy cái kiểu hình này nè, đó. Cả nhà về mình kiểm tra ha. Đây, nó nằm sâu ở dưới này nữa nè. Đó, quấn lộn xộn hết rồi, bí ba muối rồi, một bên gì nữa nè. Đó, rất là nhiều nha. Và cực kỳ vàng lá rất là đẹp, vàng lá mướt mành luôn. Đó, cái này mình trồng đàn thông rất là ok nha quý khách. Cực kỳ không. Rồi, mẫu này là mẫu 5.500 nha. Tiếp theo cả nhà. Tiếp theo em có cái mẫu này là mẫu 7.500 đây. Và đây dành cho những quý khách nào có ý định làm lục bình mini. Bởi vì cây nó thon thon nè, chúng ta nó thẳng á cả nhà. Chúng ta làm lục bình rất là thích hợp. Nhưng mà bởi vì chiều cao nó mới khoảng từ 70, 80 cho tới 1 mét thôi, nên là quý khách chưa có làm được lục bình 1m, 1m, 1m2 ha. Thì Quỳnh cũng nói rõ nha, khi em lấy thì em lấy từ 70 cho tới là 1m. Và bởi vì em khảo sát được vậy cả nhà. Rồi cái đế nè, đế là siêu quái luôn. Mình có thể trồng đàn thông nè, có thể uống thân nè, cũng có thể là làm lục bình với cái lô mai này. Cả nhà nhanh tay nha, chỉ có giá 7.500 một cây. Và em ship từ 50 cây, bao phí từ 50 cây luôn. Tặng cả nhà 2 cây ha, 100 thì tặng 5. Đó, ở trên này nó chèo cả nhà, nhưng mà bởi vì nó thon thon như thế này nè, nó cây nó thẳng, nó được cái dáng thẳng và cái đọt cứng, nên thành ra là mình rất là ok để mà mình chuẩn bị làm lục bình. Ai mà có ý định tầm 1 tháng nữa đợi cho cái cơ đọt này nó già hoặc nó lên 1-2 cơi là vi vu làm lục bình nha cả nhà. Rồi chỉ có 7.500 một cây ha. Đó, em có 3 loại rồi đó cả nhà. Rồi bên này, bên này là cái lô hàng là trông đợi, quý khách rất là trông đợi luôn và hầu như rất là thích. Đó là bí, trái bí gợ nè, 6 muối, 4 muối, 5 muối ha. Rồi lò xo nha cả nhà, hình thú luôn, nó rất là đa dạng. Nhưng mà em Huỳnh khảo sát được á là 60-70% là bí, 60-70% là bí nha cả nhà. Còn lại là 4 muối, rồi hình thú, rồi lò xo ha. Vì vậy cả nhà mình alo liền cho Quỳnh đi. Giá nè, giá chỉ có 10.000 một cây. Và em Huỳnh sẽ bao ship từ 50 cây luôn, tặng 2 luôn cả nhà. Rồi còn 100 cây thì tặng 5 ha, và bao phí luôn. Và rồi khách nhìn xem nè, đó, cái sự đề đạm của muối bí. Và cái rễ á, cái rễ nó to, nó khỏe, nó vàng ôm và nó ra ngoài cái rìa rất là xa. Bởi vì vậy nó rộng nữa, cái bầu nó rộng nữa quý khách. Mình sẽ có được những cái muối bí nó thưa, quần bí nó rộng như thế này. Đó, cây bí của bên em Huỳnh nó cao là từ 50 cho tới 70 cm. Đó, bí với lại là lò xo quái nữa cả nhà, là từ 50 cho tới là 70 ha. Và đặc biệt đó là đây, cái chọt này nè, nó mập đều, nó mập theo cây rất là đều và chi cành nhánh rất là đều. Bởi vì hàng này Quỳnh đã có dâm ra rồi nên nó rất là mập ha cả nhà ha. Đó, số lượng của Quỳnh có khoảng tầm mấy chục ngàn cây luôn nha cả nhà. Nhưng mà từng đợt thì em Huỳnh sẽ tới cái chuẩn này nè, thì em Huỳnh sẽ đăng để mà cho cả nhà mình chọn ha. Alo cho Quỳnh. Rồi, cả nhà thấy nè, nó có rất là nhiều cỡ nha.
Cái mẫu này cả nhà đẹp lắm, chỉ có 10 ngàn một cây thôi. 10 ngàn mà mình có được mẫu mã đa dạng nha. Mình có được là 4 múi, 5 múi rồi, 6 múi rồi. Rồi cái hình này nè, cái hình này nó rất là đẹp nè cả nhà. Đó, cái hình lò xo này thật ra khi mình cây nó lớn lên nó rất là đẹp đó cả nhà. Ha, hình quái nè, nó lộn xộn. Rồi này thú nè cả nhà. Thú này á, là nó một cái đường ngang này nè, rồi nó ở dưới này nè, nó lắc cái thân luôn nha. Đây, nó cong giữa nè cả nhà. Nó cong giữa cái rễ nổi, cái thân nổi này nè. Đó, với cái thân trụ nè cả nhà thấy không? Đó, nó lắc như thế này thì nửa con thú này rất đẹp nha. Đó cả nhà. Đó, rồi ha. Ai thích thì alo Quỳnh, 10 ngàn một cây. Rồi bên này có cái hàng cũng giống giống như vậy nữa, cũng bí, cũng thú, cũng quái, nhưng mà nó chỉ là từ 45cm đổ xuống thôi. Đây, cả nhà thấy nè. Và cái sợi bí nó hơi nhỏ hơn tí xíu ha, sợi bí nó hơi nhỏ tí xíu. Cái cọng này nó hơi nhỏ hơn tí xíu, cái thân á nó hơi nhỏ hơn tí xíu. Và nó cỡ khoảng cỡ bí nó khoảng cỡ 50 trở xuống. Thì Quỳnh bán với giá là 8.500 một cây. À, 8.000 một cây luôn. 8.000 một cây và Quỳnh bao phí vận chuyển ha. Thì ngoài những cái trái bí mà khoảng cỡ 45-50cm tự xuống ha, 45cm tự xuống, thì sẽ có là thú nè. Nó có hình thú nè ha. Rồi có bí ba múi. Đó, có những cái kiểu là bốn múi ha, vân vân. Nói chung là nó lộn xộn sàn ngầu trong này. Nhưng mà cái hàng này là cái hàng 8.500. À, 8.500 mà Quỳnh bán 8.000 đó. 8.000 nha. Loại này 8.000 ha, thống nhất là 8.000 một cây và bao ship từ 50 cây luôn. Thì cái hàng này á, thật ra nó chỉ nhích so với cái hàng kia tí xíu thôi. Nhưng mà ai mà đang cần thời gian trồng không có gấp á, hoặc là mình thấy mà mình thích lộn xộn có này có kia, rồi có bí có đủ thứ này thế này, thì mình chọn cái mẫu 8.000 nha. Đó, thì em Huỳnh cũng bao ship từ 50 cây luôn đó cả nhà. Và rồi thì em Huỳnh xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của Huỳnh. Hẹn gặp lại cả nhà mình những cái video về may giống, may dạo các loại, may cúc đó cả nhà. Em mến chào và hẹn gặp lại.